em chị ơi, em là live nên là em không, em cái tai em nghe không biết được không, cái tiếng đó, đó có ngoài đó có tai nhiều cầm lắm, cái chữ gì nó là cái chữ phải, cái tai em nghe đó. Nhiều em phân biệt được cái tiếng em ở trong đây em nghe nhiều người từ nhiều vùng miền luôn các bạn, nhưng mà rõ ràng mà nó là cái chữ gì nó giống như chị nhá, tiếng giờ của chị nào rõ ràng luôn á, nào anh bảo cái gì anh bảo tiếng Việt không, em không có cãi nhau nhưng mà cái này là phải xin lại, anh xin lại, anh xin lại, tức là em nó từ nhỏ em phân biệt rất là rõ ràng rồi, bây giờ với chữ gì em phân biệt rất là rõ luôn, gì là gì đã lâu quá chị nặng rồi, cái tên này chị nói là rồi, tức là em là lai á, rồi là chữ gì đó, tôi không biết bây giờ các nhau Huy đọc sai rồi cãi hoài à. Ai để cho anh bảo đọc. Em đang nói tiếng Việt Nam này, tiếng Việt miền Đông, tiếng Việt mình ở miền Bắc là đúng nhau. Đó. Miền Nam á, miền Nam là chữ đọc nặng hơn. Tiếng Việt mình là đọc đúng nhau hết, cái này thậm chí cả cái này cũng giống nhau luôn này. Giống nhau hết phải không? Đấy. Giờ giống nhau hết. Còn cái này á, ở trong miền Nam á, cái này R, cái này R, cái này R. Nhưng mà thật ra bạn trong những cái bạn chữ giờ nó khác.